Ai, cứ cái đà này chẳng biết bao giờ cái xóm nhà lá này mới khá khẩm lên được đây. Quanh năm sống với gió biển, cát biển. Giá mà đến được vùng đất ấy, bên kia đại dương sâu thẳm thì tốt biết bao. Bên ấy kim cương nhiều vô kể. Hả? Bác nói kim cương nhiều vô kể ư? Ừ, thì xưa nay các cụ vẫn kể thế. Mà nghe đâu cũng đã có nhiều người ra đi, nhưng không thấy ai trở về, nên rốt cuộc đó cũng chỉ là một miền đất trong mơ mà thôi. Vậy là sao? Nơi ấy kim cương nhiều vô kể ư? Thôi, hay mình về đi, tôi thấy lo lắm. Mình ở đây nếu chăm chỉ làm lụng thì cũng sống tốt mà. Chỗ tôi nhất định phải phú quý, giàu sang. Mình đừng có bàn lui nữa. Một kẻ trai tráng nhất vùng không ai địch nổi như tôi thì vượt trùng khơi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hãy chờ tôi mang tin vui về. Ôi, kim cương của ta. Đúng là kim cương rồi. Chú ấy làm sao thế? Xem chú ấy bò lê bò càng nhắc gì kìa. Phải ăn một bữa cho đã đời, kết thúc những ngày nghèo khó của mình tại đây thôi. Thưa quý khách, ngài có muốn dùng thêm rượu không ạ? Có. Mang thêm rượu hảo hạng ra đây. Tôi trả tiền bữa ăn nè. Các anh đổi ra tiền nhé. Khỏi trả tiền thừa. Ông chủ, thưa ông chủ. Ở đây có kẻ ăn hết thứ này thứ kia ở nhà hàng, rồi đem cái thứ sỏi cát ra trả tiền. Anh có mắt hay không vậy? Kim cương mà bảo là sỏi à? Kim cương là kim cương đó. Đúng là hắn có vấn đề về thần kinh nên mới đi nhặt mấy cái thứ vô dụng kia chứ. Bắt hắn ở lại rửa chén bát, dọn dẹp nhà hàng, làm công đến khi trả đủ cho bữa ăn thì thôi. Thật lười biếng, cá tôm đầy biển không đánh bắt, nhặt cái thứ dở hơi ấy làm gì không biết. Thì ra ở đây người ta coi kim cương là sỏi cát vô giá trị. Thảo nào mà bọn trẻ ban nãy lại cười ầm lên khi thấy mình nhặt kim cương. Thế thì cái gì mới là quý giá với con người ở đây? Đây, cá của anh đây, cất cẩn thận vào. Cá ư? Thảo nào mà các món ăn vừa nãy cũng toàn là đồ chế biến từ cá. Nếu vậy thì có gì là khó? Đã đến thời điểm mau buông lưới. Giờ tài đánh bắt cá ngoài khơi xa, biết thời thế, đầu tư khôn ngoan, bà nhanh chóng vất lên thành ông chủ một trung tâm giao dịch lớn trong vùng. Mình đã về, tôi mong mình quá. Tôi về rồi đây mình à, như lời tôi hứa. Bao giờ giàu sang tôi sẽ trở về. Anh ba trông sang trọng quá hen. Đổi đời rồi hả anh ba? Kim cương đâu hả anh ba? Cho chúng tôi coi đi nào. Đừng nói với chúng tôi cả bon tàu kia đều là kim cương đấy nhé. Kim cương đã là gì chứ? Mời bà con xem đi. Trời, tưởng mấy năm trời bôn ba làm ăn ra vàng bạc châu báu gì, quá ra lại mang về mấy thứ kia à. Ừ, mà ăn mặc tươm tất thế kia, con tàu lớn thế kia, sao phát về chỉ toàn cá chết. Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó khổ thế này. Ông đi bao năm bỏ vợ bỏ con để kiếm về giống cá vô dụng này sao? Vô dụng là vô dụng thế nào? Đống cá này là tài sản vô giá. Bà có thể mua được vô số đất đai, nhà cửa với tàu cá của tôi đấy. Cái gì?
Ông nói gì vậy? Hay là ông bị điên rồi? Cá chứ vàng bạc kim cương đâu mà mua được đất đai nhà cửa? Cá chứ vàng bạc kim cương đâu mà mua được đất đai nhà cửa? Thôi chết, tôi quên khuấy đi mất. Đối với thị trấn kia thì cá là vô giá, kim cương nhan nhãn là vô giá trị. Nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại, tôi không mang về được viên kim cương nào rồi. Trời, thật thế sao? Tưởng thế nào, hóa ra... Thôi mình ạ, ở đâu cũng thế thôi. Cái gì nhiều, dễ kiếm đều chẳng có giá trị. Muốn có ăn, muốn sung túc thì phải bỏ công sức lao động mới kiếm ra được. Từ giờ mình ở nhà, chăm chỉ đi biển, nhà mình cũng không nghèo mãi được đâu. Mình nói phải, có lẽ tôi đi bôn ba bấy lâu cũng chỉ để ngộ ra chân lý này thôi. Mua lạc đà. Thôi, tôi đi cho kịp buổi chợ sớm. Tiền bán thóc mình mua mấy con lợn với mấy con gà về làm giống nhé. Tôi biết rồi, mình không phải dặn thừa. Không biết có biết đường mà tính toán mua bán không nữa. Đây, tôi trả tiền thóc, chỗ buôn bán lâu năm, nhưng anh cứ đếm cẩn thận lại đi. Đủ rồi, cảm ơn ông, tôi về nhé. Không ngờ giá thóc đợt này cũng khá. Tầm này cũng phải mua được 2 con lợn với đàn gà nhỏ. Giờ phải ra hàng lợn chọn kỹ đã. Mua lạc đà không? Gì thế nhỉ? Mua lạc đà đi. Ai mua lạc đà không? Nó gọi là con lạc đà à? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó, trông lạ quá. Trông tướng nó xấu thế kia. Có ích gì không mà ông rao bán thế? Chắc các vị chưa biết, tôi là thương nhân chở tơ lụa từ vùng khác đến đây. Các vị nhìn xem, con lạc đà này rất khỏe, nó có thể hồ cá tấn hàng trong thời gian dài, đặc biệt nhịn đói và nhịn khát rất giỏi, thực sự hữu ích cho ai muốn thồ hàng. Giờ tôi mới tận mắt nhìn thấy một con lạc đà đấy, nhưng nói như ông thì nó cũng chỉ có tác dụng như con trâu thôi. Ồ, hơn nhiều chứ, nó chịu nắng, không cần nước tắm, nhịn đói giỏi nên tốn rất ít cỏ, cám như trâu, giỏi thích ứng với thời tiết khắc nghiệt. Thồ hàng cả ngày trên sa mạc không hề hấn gì. Được đấy chứ nhỉ? Ừ, phải đấy. Con lạc đà này quý đến thế, sao ông lại muốn bán? Thật ra tôi chả muốn bán nó đâu. Nó đã theo tôi mấy năm rồi. Nhưng vì đợt hàng này của tôi bị lỗi, phải đền tới mấy trăm lạng bạc. Thế nên tôi mới phải bán nó đi đấy chứ. Sau này tích lũy lại, tôi lại sắm con lạc đà khác dùng. Thế ông bán nó bao nhiêu? 50 lạng bạc, không hơn không kém. Con lạc đà này tốt đấy, mà giá có 50 lạng bạc thôi. Số tiền này vừa đủ mua con lạc đà. Suy cho cùng, mua lạc đà hơn đứt mua lợn với mua gà. Có nó, mình sẽ đi làm thêm việc chở hàng, cũng cùng một công sức ấy, chả mấy mà hoàn tiền vốn, lại còn sinh lời nữa ấy. Còn con trâu này cho người ta thuê cày ruộng cũng được món tiền. Tôi mua con lạc đà này. Anh cứ làm theo lời tôi nói, đảm bảo nó rất có ích cho anh. Lợn đâu? Gà đâu? Mà con gì kỳ dị thế này mình? Lạc đà đấy, mình suốt ngày chê tôi không biết tính toán làm ăn. Con lạc đà này thồ hàng tốt lắm, ăn đứt con trâu mà lại chịu được thời tiết khắc nghiệt nhất, cho nên tôi mới mua về. Ngày mai tôi sẽ đi thồ hàng kiếm thêm ít tiền. Còn con trâu này mình cho thuê cũng được một khoản. Có thật thế không đấy? Thật chứ, tôi đùa mình làm gì. Mình cho nó ít cỏ, tôi mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Lạc đà ư? Nhưng thôi, chồng mình tính thế cũng phải. Nửa tháng sau. Vải nào? Vải tơ tầm đây, vải tốt đây. Ông đây rồi, đồ lừa đảo, trả tôi tiền đây. Có chuyện gì mà anh lại nặng lời thế? Xưa nay tôi buôn bán không lừa gạt ai cả. Nếu không sao còn dám ngồi đây buôn bán? Anh chả phải là đồ lừa đảo sao? Lần trước tôi mua con lạc đà của anh. Thế con lạc đà của tôi làm sao? Nó bị ốm mà. Nó chẳng làm sao cả. Con lạc đà đó anh quảng cáo ghê lắm. Nào là chịu nắng rất giỏi, nào là cả ngày trời không cần ăn uống, mà chẳng làm được cái tích sự gì.
đúng là tiền mất tật mang. Thổ hàng qua sông suối, đầm lầy nó thua trâu xa lắc. Nào, lội qua nào. Nhanh lên nào, trời sắp tối rồi. Thôi, ướt hết hàng rồi. Mày chả được cái tích sự gì. Mất tôi 50 lạng bạc của ông rồi. Đây, tôi trả lại anh. Trả tôi tiền đi. Tiền anh đã đưa tôi, lạc đà anh cũng đã mua rồi. Tôi chẳng lừa đảo gì cả mà phải đền tiền cho anh, tôi không trả. Này, đừng có mà già mồm, không tôi kéo ông lên quan phủ đấy. Tôi chẳng sợ, có lên quan cũng vậy thôi. Lỗi là ở anh, tại sao anh lại trách tôi? Lỗi nào mà bảo tại tôi? Thì tôi đã nói trước, rõ ràng với anh cả rồi. Lạc đà của chúng tôi chỉ quen sống ở môi trường sa mạc, nắng nóng và khắc nghiệt. Trong môi trường khan hiếm nước, nắng nôi đó, nó thật sự hữu ích, phải vậy không? Thì... Còn ở đồng bằng, cỏ với nước đều không hiếm, mà môi trường lại trái khoái với hoàn cảnh sống của nó, thì làm sao nó phát huy thế mạnh của nó được? Anh lại còn đi so sánh nó với trâu, mang nó đi thổ hàng ở sông suối nữa chứ. Có phải đó là do anh không giỏi tính toán, suy tính trước sau, nên mới mua lạc đà này không? Phải rồi, giờ còn đi trách ai được nữa chứ. Kể cũng giỏi tính, cơ mà tính nhầm. Giờ mang nó lên vùng sa mạc bán thì được giá đấy. Cành đào chiều cuối năm. Mời bác mua đào đi ạ. Ông ơi, mua đào đi ạ. Về thôi cháu ơi. Cũng gần 30 Tết rồi, ai cũng vội vã về nhà mình chuẩn bị lễ tất niên. Bây giờ lại cũng khó bán lắm. Dạ, cháu cảm ơn cô. Cô đang dọn đồ về đấy ạ. Ừ, về thôi. Cô cũng định cố ở lại kiếm thêm ít tiền tiêu Tết, nhưng giờ này cũng chẳng còn người mua nữa đâu. Về với gia đình thôi cháu à. Cháu cũng về đi. Dạ, cháu cố chút nữa ạ. Ba mẹ ơi, Út ơi, anh về rồi. À, anh hai về rồi. Sao cháu đứng thần người ra thế? Về thôi cháu. Cháu vẫn chưa về được. Cháu muốn kiếm thêm ít tiền mua quà cho cả nhà. Đã mấy cái Tết trôi qua rồi, em gái cháu chưa có cái áo mới nào. Cháu quả là người con có hiếu, người anh tốt. Nhưng cháu nhìn xem, phố vắng, người thưa. Còn mấy người mua hàng nữa đâu mà cố ở lại. Thôi, cô về đây. Vâng, cháu chào cô ạ. Lạnh quá. Dạ, chị mua hoa đào giúp em ạ. Ừ, chọn cho tôi một cành. Cành nào đẹp nhất, to nhất ấy. Dạ, chị ơi, đây là cành hoa đẹp nhất mà em bán đấy ạ. Ừ, cũng được. Thế giá bao nhiêu? Dạ, 100.000 ạ. Cái gì cơ? Những 100.000 cơ á? Dạ, đấy là em lấy giá vốn đấy ạ. Em muốn bán nốt vốn để về, chứ em không lấy lãi chị đâu ạ. Bây giờ là chiều 30 Tết, chả còn ai bán giá vốn đâu. Ai cũng chịu bán lỗ để về. 30.000 thôi. Có bán thì bán cho chị, em để lại thì cũng chỉ vứt đi thôi. Trời, cành đào to đẹp thế này mà chị trả em 30.000 đấy ạ. Thế em nghĩ là bao nhiêu nữa? Em bán được 30.000 chẳng hơn là không được đồng nào à. Không phải bỗng nhiên mà chị đi chợ mua đào vào lúc này đâu. Em không bán nhanh, chị sang hàng bên kia, họ lại trả bán vội cho chị ấy. Dạ, em không thể bán được ạ. Bán như thế là bán phá giá, sẽ làm ảnh hưởng đến những người bán hoa đào khác. Gớm, đã ấy sưng lên còn sĩ diện. Thôi, em cứ để những cành đào đó mai vứt đi nhé. Dạ, cụ mua đào ạ. Cháu à, cháu chọn cho cụ một cành đào nhỏ nhé. Dạ vâng ạ. Cụ ơi, cành đào này nhỏ nhất đấy cụ ạ. Dạ, cành đào đẹp quá. Bao nhiêu tiền cành đào này vậy cháu? Dạ, chỉ có 50.000 thôi cụ ạ. Cháu đã lấy giá vốn rồi đấy cụ ạ. Cụ mua giúp cháu ạ. 50.000 cơ à? Vậy thôi cháu ạ, ông không mua nữa. Cảm ơn cháu nha.
ơi, cành này là nhỏ nhất nhưng rẻ nhất rồi đấy. Nếu mua cành bé hơn thì cắm trong nhà không đẹp đâu cụ ạ. Không, ông không định cắm ở nhà. Thường thì phụ nữ vẫn đi chợ. Sao cụ bà không đi mua hoa đào mà lại để ông cụ đi mua nhỉ? Bà nhà ông đã mất rồi. Đúng vào chiều 30 Tết năm ngoái, ông định mua hoa mang ra mộ bà ấy. Cụ ơi, cụ cầm cành đào về nhé. Ôi không, tôi không có đủ tiền để mua cành đào này đâu. Tôi chỉ còn 20.000 thôi. Dạ, không phải ạ. Cháu không bán ạ. Cành đào này là cháu biếu cụ. Cụ ơi, cụ cầm giúp cháu. Đây là tấm lòng của cháu. Cụ đừng từ chối ạ. Cháu là chàng trai tốt. Mà sao giờ này cháu vẫn chưa nghỉ à? Cảm ơn cháu nha. Dạ, không có gì cụ ạ. Cháu cũng chuẩn bị về đây ạ. Thôi, không bán hàng nữa, về thôi. Món quà lớn nhất của mình dành cho gia đình sẽ không phải là tiền bạc hay vật chất, mà chính là bản thân mình. Bố mẹ và em gái mình thấy mình về làm tất niên cùng chắc chắn sẽ rất vui. Câu chuyện bóng bay. Hôm nay là ngày cậu bé đó lại đến mua bóng bay đấy. Ừ ha, từ ngày có cậu ấy, bóng bay ở đây bán chạy quá. Không hiểu là bóng bay có gì hấp dẫn thế nhỉ? Các cậu ghen tị với bóng bay làm gì chứ? Các cậu có biết bóng bay rời khỏi cửa hàng đồ chơi này có nghĩa là gì không? Các cậu sau khi rời khỏi cửa hàng sẽ tìm được chủ nhân mới. Các cậu sẽ có rất nhiều thời gian vui vẻ với chủ nhân của mình, chứ đâu như các bạn bóng bay kia. Các bạn ấy có tuổi đời rất ngắn. Một khi đã ra đi thì chắc chắn các bạn ấy chẳng tồn tại được bao lâu nữa đâu. Đúng đấy, dù gì mình không muốn làm bóng bay đâu. Một đời ngắn ngủi chẳng được bao lâu, có khi chưa được sung sướng ngày nào thì cuộc sống đã kết thúc rồi. Cháu lại đến đó hả? Hôm nay cháu lại mua bóng bay phải không? Vâng thưa chú. Sao lần nào cháu cũng mua bóng bay thế? Cháu không thích món đồ chơi nào khác sao? Dạ, cháu chỉ muốn bóng bay thôi ạ. Có tiền để dành là cháu lại mua bóng bay, vì cháu tin bóng bay sẽ giúp cháu thực hiện được điều cháu mong muốn. Ồ, vậy chú chúc cháu thực hiện được điều cháu muốn nhé. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Bóng bay thì thực hiện được ước mơ gì chứ nhỉ? Ôi dào, trẻ con ấy mà, chắc là chỉ muốn thả bóng cho vui thôi. Vậy là một số bóng bay lại ra đi rồi. Thật là tội nghiệp quá. Bóng bay ơi, xin hãy giúp mình tìm được em gái đã thất lạc hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay mình sẽ thả các bạn ở đây. Hãy bay đi bất cứ nơi nào có thể bóng bay nhé. Các bạn ơi, hãy cùng nhau thực hiện mong ước của cậu bé này nha. Chúng ta sẽ mang theo tấm ảnh này đi khắp muôn nơi. Hy vọng rằng có một ai đó sẽ biết được em gái cậu ấy đang ở đâu. Những đồ chơi khác đều xót thương cho chúng ta. Họ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta quá ngắn ngủi, không kịp làm bất cứ việc gì thì đã kết thúc. Nhưng họ không biết rằng cuộc sống của chúng ta tuy ngắn, nhưng mỗi giây mỗi phút chúng ta tồn tại có thể có ý nghĩa lớn lao đến như thế nào. Đúng thế, hãy chứng minh cho những đồ chơi khác thấy rằng cách mà chúng ta sống quan trọng hơn việc chúng ta tồn tại được bao lâu. Tiến lên các bạn ơi! Gió mạnh quá các bạn ơi! Cố gắng lên các bạn, đừng đầu hàng. Hãy cùng nhau vượt qua nơi này. Chúng ta phải mang tấm hình này đến với càng nhiều người càng tốt. Mình sợ rằng mình sẽ vỡ mất. Cố lên, chúng ta nhất định sẽ vượt qua. Ủa, bóng bay, trên bóng bay có tấm ảnh kìa. Mẹ ơi, quả bóng ở trên cây kia có gì kìa? Là tấm ảnh của một cô bé.
nửa năm sau. Thưa ông, xin được hỏi trong suốt một thời gian dài cậu bé đã đến đây để mua bóng bay. Xin hỏi ông có biết mục đích cậu ấy mua nhiều bóng bay đến thế không ạ? À? Phải mất một thời gian sau tôi mới biết được lý do cậu ấy mua nhiều bóng bay đến như thế. Là người sau cùng đã tặng cậu bé rất nhiều bóng bay. Ông nghĩ sao khi có người cho rằng dùng bóng bay để tìm được người thân là một việc bất khả thi ạ? À? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Con người ta có rất nhiều cách để thực hiện mong muốn của mình. Và cậu bé đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để tìm lại em gái. Những quả bóng bay đã chứng minh rằng chúng rất có tác dụng. Chúng đã giúp cho rất nhiều người biết câu chuyện của cậu bé. Và thực tế như chúng ta đã biết, cậu bé đã tìm được lại em gái của mình nhờ vào những chiếc bóng bay đó. Riêng tôi, giá như tôi biết mục đích của cậu bé ngay từ đầu, chắc tôi đã giúp được cậu bé nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện cổ tích về cậu bé và những trái bóng bay có lẽ sẽ còn được nhắc đến mãi về sau. Quả thật, những trái bóng bay kỳ diệu đã giúp cậu bé tìm thấy người em gái thất lạc đã bao lâu nay. Xin chúc mừng cậu bé, cầu mong anh em sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau. Hiện nay, hai anh em đã được một gia đình nhận nuôi và đang sống rất vui vẻ. Ngày cậu bé tìm thấy em của mình, hai anh em đã vô cùng mừng rỡ ôm lấy nhau trong niềm xúc động của biết bao người. Có thể nói, đây là phút giây vô cùng thiêng liêng, giây phút nhắc nhở mỗi chúng ta rằng tình thân ruột thịt, tình yêu giữa người với người luôn đáng trân trọng biết nhường nào. Câu chuyện bóng bay đã có một kết thúc rất đẹp, thưa quý vị. Khu vườn hy vọng. Em dẫn con vào nhà nhanh đi, kẻo ngoài trời gió lạnh làm bệnh con bé nặng thêm đó. Dạ, vậy anh chịu khó chuyển đồ vào một mình nha. Dạ chào chú, cháu là Hoàng ở nhà bên cạnh, để cháu giúp chú một tay nha. Ừ, cảm ơn cháu. Hôm nay nhà chú chuyển đến đây ở hả? Ừ, con gái chú bị bệnh, cho nên vợ chồng chú dọn về đây ở cho gần bệnh viện. Dạ, bạn ấy bị bệnh gì vậy chú? Con bé mắc một căn bệnh hiểm nghèo, từ khi bệnh tình ngày càng nặng buộc phải cắt hết tóc. Con bé không chịu đến trường nữa, nó mặc cảm vì bị bạn bè trêu cháu à. Chắc là bạn ấy phải tuyệt vọng và cô đơn lắm. Chuyện đến đây cả tuần rồi mà mình chưa bao giờ thấy cửa sổ phòng cậu ấy mở cả. Em lo cho con bé quá anh à. Con bé vẫn không chịu ăn uống gì hả em? Dạ, em mang món nào lên phòng, con bé cũng không chịu ăn. Có lúc còn bực bội hất đổ, suốt ngày chỉ nằm lì nhốt mình trong phòng tối. Em không biết phải làm sao đây nữa. Từ lúc bệnh tình ngày càng nặng, tâm trạng con bé mới như vậy mà. Giờ anh cũng không biết phải làm sao để vực dậy tâm trạng đó đây. Cậu ấy thật đáng thương. Đúng rồi, mình phải làm gì đó giúp cậu ấy mới được. Chào cậu, cậu đang làm gì trên vườn của nhà mình thế? À, tớ muốn trồng một vườn hoa thật đẹp để dành tặng cậu đó. Hoa ư? Ờ, loài hoa này đẹp lắm, mình đảm bảo cậu sẽ rất thích đó. Tớ không cần. Không biết cậu ấy đã nhổ hết cỏ dại chưa nhỉ? Hôm nay cậu dậy sớm hơn hẳn mọi ngày cơ đấy. Tớ nhổ hết cỏ rồi này, giờ sẽ làm tơi đất. Cậu xuống đây đi, vui lắm. Tớ không thích. Loài hoa cậu ấy trồng là gì thế nhỉ? Nghe cậu ta bảo đẹp lắm. Hôm nay tớ sẽ gieo hạt giống xuống đất này. Thế à? Nhưng đó là hạt giống hoa gì vậy? Nếu cậu xuống đây, tớ sẽ bật mí cho nghe. À, trời ơi, cậu có sao không? Con đi đâu đấy? Dạ con ra vườn. Con bé, nó chịu ra ngoài rồi. Anh à,
Ừ, thằng bé Hoàng đã đoán đúng. Cậu có sao không? À, mình chỉ bị rớm chút máu thôi mà. Chắc là đau lắm nhỉ? Mình không sao. Cậu đã xuống đây rồi, thì gieo hạt cùng tớ đi nha. Mà đây là hạt giống hoa gì thế? Nếu chúng mình cùng chăm sóc cho hạt giống nảy mầm, lớn lên rồi nở hoa, đến lúc đó cậu sẽ biết đây là hoa gì. Đến lúc ấy, chẳng biết tớ có đợi được không nữa. Cậu phải lạc quan lên chứ. Nào, mình cùng gieo hạt nha. Nhưng tớ không có biết cách. Dễ lắm, cậu cứ làm theo tớ này. Ngân ơi, đến xem này. Ôi, hoa ra nụ rồi kìa. Ừ, chẳng bao lâu nữa cả khu vườn này sẽ ngập tràn sắc hoa rực rỡ. Tớ đang đếm từng ngày, mong đến lúc khu vườn này nở hoa đấy. Ước gì tớ sống được đến ngày ấy, rồi cậu sẽ được ngắm những bông hoa rực rỡ ấy mà, cả những mùa hoa sau nữa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.